Quay trở lại bản tin cuối ngày của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của bà Hằng ngày càng diễn ra càng đặc sắc và sôi nổi. Khi ngày 1 tháng 6 năm 2023, tất cả các khán giả yêu mến bà Hằng đều chuẩn bị khăn nón, xe cộ và quần áo để tham dự phiên tòa Thiên Niên Kỷ này. Được diễn ra theo dự kiến 5 ngày tới ngày 6 tháng 5 năm 2023 sẽ kết thúc, ngày 5 tháng 6 năm 2023 sẽ kết thúc, xin lỗi các bạn. Tuy nhiên thì vấn đề đã xảy ra trong ngày hôm qua, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phó chánh văn phòng ông Sĩ Hồng Nam đã có công văn gửi trả lời báo chí rằng cái sự việc xét xử của bà Hằng sẽ không diễn ra đúng như cái quyết định số 1958 trên 2003 2023 trên QĐ XXX-HS đó, thì họ đã có cái quyết định đem cái sự kiện này ra để xét xử công khai. Tuy nhiên họ đã thay đổi ở bờ cuối, do đó trong cái câu chuyện này còn có những vấn đề hết sức là bí mật mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất á, là tại sao họ lại hại bà Hằng, tại sao họ phải chọn Quỹ Hằng Hữu để họ tấn công vào. Họ nghĩ rằng họ tấn công vào cái quỹ này họ sẽ khui ra được một cái số cái nhân vật cộm cán trong cái quỹ này chăng, thậm chí những cái người làm từ thiện họ cũng tham gia vào câu chuyện này. Họ không nghĩ rằng với vai trò làm từ thiện với nhau, thương nhau còn không hết, mắc mớ gì hại nhau. Nhưng cuộc sống nó không giống như là mơ các bạn. Chúng ta xem TikTok ít thôi, chúng ta muốn xem, chúng ta vào kênh TikTok cùng một cái tên với Full Game Mobile, mình đã tạo một tài khoản trên đó, các bạn vào ủng hộ mình cho đủ 10.000 follow các bạn nhé, rất cảm ơn các bạn. Hiện tại trên nền tảng TikTok tôi đã đang tìm hiểu và chưa tìm hiểu xong, đã bị ăn một gậy quy tắc cộng đồng các bạn. Nhưng mà tôi nói các bạn không làm thì ai làm bây giờ? Chúng ta sẽ dương cao cái tầm ảnh hưởng của chúng ta để cho từng người biết một người Nguyễn Phương Hằng không phải chỉ biết mắng chửi người khác, mà có một Nguyễn Phương Hằng biết yêu thương người khác, lập nên một cái quỹ hằng hữu để giúp đỡ những cái trẻ em bị úng não, hư não, bị bệnh nặng. Nói chung là cái quỹ này để giúp người, còn cái tiền để tồn tại cái quỹ này chúng tôi không còn quan tâm vấn đề này nữa, cái việc đó để cho cơ quan chức năng. Nhưng họ cố tình họ phá vào cái quỹ này chúng tôi mới nói đến. Và các bạn biết luật sư nhà báo Hằng Ni và chú Trần Văn Sĩ vì phá cái quỹ này mà đã bị bắt tạm giam, chỉ còn có 5 ngày nữa thôi luật sư nhà báo Hằng Ni sẽ có những cái thông tin mới, có thể ngày mai, có thể là thứ hai. Tôi nghĩ rằng thứ hai là đẹp nhất, vì thứ hai thì tại vì trước khi họ có một cái quyết định tạm giam hay là quyết định đưa vụ án ra xét xử hay là hủy hồ sơ điều tra lại hay là tạm đình chỉ vụ án, thì họ phải cho cái người có liên quan biết trước là ít nhất là 2 ngày hoặc 1 ngày, chứ tới ngày đó mà họ cho biết quyết định, ví dụ người ta bận thì sao, ví dụ như vậy. Nhưng trường hợp ở đây trường hợp rất là đặc biệt các bạn, có thể là ngày mai luôn không chừng. Thứ hai thì vào ngày 22 là quá đẹp, ngày thứ hai là ngày 22 tháng tháng 5 năm 2023 là quá đẹp các bạn. Theo các bạn, cái sự việc những cái người hại bà Hằng, ông Bình Quy Dũng và Hủy Hằng Hữu họ bị như thế nào, chúng ta hãy đón ở cuối video clip đây. Bây giờ chúng ta vào chủ đề chính. Thứ nhất là chúng ta sẽ biết được tại sao bà Hằng dẫn đến cái kết cục bị tạm giam như vậy. Cái vấn đề thứ hai nữa là tại sao họ lại chống vào cái quỹ Hằng Hữu này, tại sao là như vậy, sẽ có trong cái đề hôm nay. Và chúng cái nguồn tin mà tôi thu thập được là một nguồn tin cũng đáng, rất đáng tin cậy. Vì sao? Vì cái anh này là cái người trước đó chống bà Hằng, anh này đã cày sâu, đâm sâu vào một cái tổ chức, họ mời anh này vào, họ nghĩ rằng anh này không có phản gián, nhưng không không hiểu rõ anh này có phải là gián điệp, gián điệp mà YouTuber đã cử anh này vào trong nhóm này không. Tại vì anh này là một cái người phải nói là làm YouTube của nó rất là hay, tuy nhiên thì có các bạn nghe là anh này ở yếu tố ở nước ngoài, do đó là họ nghĩ rằng là họ lôi kéo anh này vào, cái tiếng nói anh này mạnh và vì yếu tố nước ngoài được tự do ngôn luận
Do đó họ không làm được danh này cả, và anh này đã thành công. Đó là ai? Đó là Tony. À, Tony hôm nay đã quay ngược trở lại bảo vệ bà Hằng, vì Tony không chấp nhận một cái nhóm chống phá vào một cái quỹ, mà cái quỹ này là giúp người ta, anh đã hồi hướng. Cũng giống như trường hợp Diệp Đậu hồi hướng, và Diệp Đậu và anh này đều có điểm chung là chỉ ra một người, đó là thạc sĩ Trần Thị Hồng Thanh. Chị này tôi nghĩ là chuẩn bị tinh thần. Chị này cái cơ duyên đến với câu chuyện Thiền Am cũng giống như cơ duyên đến với cái câu chuyện bà Hằng, toàn bộ là do ảo tưởng về không gian mạng. Nghĩ rằng bà Hằng sai, mình phải lên trên đó, mình phải lên tiếng nói để cho bà Hằng biết bà Hằng sai. Không phải các bạn. Đó chỉ là thuyết âm mưu của một ai đó lập nên. Một cái nhóm này là một cái nhóm rất kinh khủng. Tôi đã nói các bạn rồi. Họ lập nên, họ nhắm vào Đại Nam. À, để mà họ chống phá. Và họ nhắm vào quỹ Hằng Hữu. Họ sẽ dùng nhiều mưu kế trong cái nhóm này, mấy chục con người các bạn. Và thật đặc biệt là các bạn biết là cái nick Quỳnh Ngọc Thiên Vương, Thiên Hương gì đó. Cái nick này do 6 người điều hành, mà toàn bộ là ca sĩ, nghệ sĩ. Các bạn thấy kinh chưa? Trời đất ơi, tôi nghe nói cái tôi ốc nổi các bạn. Họ tìm mọi cách họ hại cho được bằng được bà Hằng. Và bà Hằng đã dính vào bẫy của họ. Tôi đã nói các bạn rồi, cái người nóng tính như kem như bà Hằng, và cái người chính trực như bà Hằng, chẳng thà đi đường chính chứ đường phụ không đi. Chẳng thà đi đường lớn chứ đường tắt, đường nhỏ là không đi. Đó, đụng là chạm, bà Hằng đã nói rồi. Thì bà Hằng đã rơi vào cái bẫy mà cái nhóm này nó đã đặt ra rồi. Bây giờ thì bà Hằng cũng đã sắp sửa ra tòa, thì cũng không còn cái gì nữa các bạn. Đó, thì tôi nói các bạn, nít vô thường, rồi nít Nhị Hà, bà Hằng nhắc đến đó. Đó, cái nít đó là cái nít mà gửi 2 triệu đồng vào trong cái tài khoản của bà Hằng, và bắt bên bà Hằng phải sao kê ra. Trong cái nhóm này nghe nói có một anh nhà báo nào đó các bạn, mà tôi không biết là có phải hay là gì là không, các bạn xác minh giùm mình. À, vì người trong cuộc nói người trong kẹt, mà tôi còn không gành những cái thuật ngữ của những người này, tôi cũng chưa biết Quỳnh Ngọc Thiên Vương là người như thế nào. Nhưng tôi thấy có một lần cái đích Quỳnh Ngọc Thiên Vương này đi vào trong kênh của Mr. Dam. Tôi sẽ tìm ra cái hình ảnh đó, tôi cho các bạn biết cái lúc mà ông Đàm ông tỉa cây thế nào đó, ông ở nhà ông tỉa cây thế nào đó, ông mà ông bảo rằng ông mua cái nhà nhỏ như vậy thế nào đó, thì tôi thấy cái nick đó có len vào trong cái Facebook của Mr. Đàm để mà trò chuyện. Tôi nhớ cho thời điểm đó mà tôi thấy chuyện này lộn xộn quá. Theo sao bà Hằng là một rừng YouTuber. Do đó tôi không thể nào theo trong giai đoạn đó được, các bạn thông cảm. Tôi nghĩ rằng những anh đó đi theo bà Hằng, giúp bà Hằng rồi, nhưng mà các bạn thấy rõ ràng là cuối cùng tan hết. Không vì đánh lộn bị tạm giam thì cũng vì đồng tiền mà tha hóa. Có người chửi bà Hằng, chửi tục, chửi tiểu, sau đó thấy những YouTuber khác bị bắt hết thì phóng lên bảo vệ. Tôi cũng xem thử xem cái ông này ông tồn tại bao lâu. Và bất ngờ trong câu chuyện này có một sự tiếc nuối không hề nhẹ. Đó là sao? Đó là cái người chống bà Hằng, chống luôn cả những người chống bà Hằng. Tôi sẽ cho các bạn biết trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn nhớ like, subscribe mình nghe các bạn nhé. Tôi gưng lại một chút xíu và chào mọi người tí xíu nha. Thông tin hơn này là thông tin rất là hữu ích. Có thể là Tony về Việt Nam để tham gia vào câu chuyện này hay là không, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không về đâu. Tại vì có những cái vấn đề mà có thể là dẫn đến cái sự việc anh này sẽ bị tạm giữ ở đây luôn không chừng. Tại vì cái sự việc này không phải là sự việc nói xấu nhau trên mạng nữa rồi. Tổ hợp một nhóm người đi hại một người, đó là ngu hèn kế bẩn. Các bạn thấy không? À, nhưng mà anh này đã nói hồi hướng rồi thì phim hay, có rất là nhiều tập các bạn. Công nhận anh này anh đóng vai phản diện cũng hay quá, mà anh đánh vai anh vai chính diện cũng hay quá các bạn, cho một chàng khó tay. Hay phải có một người phản gián như vậy đó thì chúng ta mới nhìn cái câu chuyện của bà Hằng một cách sâu sắc các bạn. À, và họ không phải là họ bỏ luôn cái câu chuyện của bà Hằng, bà nhảy vào cái câu chuyện của Thiền Am đâu. Đó là ai? Trần Thị Hồng Thanh. Chị này tôi nghĩ rằng nói gót hàng ni rất xác suất rất là cao, vô cùng cao. Đó là Tony cũng nhắc Trần Thị Hồng Thanh điều khiển ở bên cái group mà chống bà Hằng. À, và Trần Thị Hồng Thanh này cũng điều khiển bên cái group.
chống những người bảo vệ Thiền Am. Các bạn thấy vô duyên không? Lê Thanh Minh Tú là ai? Là con nuôi ông Lê Tùng Vân. Mà bây giờ con nuôi người ta bảo vệ cha người ta là chuyện bình thường, nhưng Trần Thị Kim Thanh này không cho bảo vệ luôn, chửi đánh đuổi nhóm Minh Tú đi luôn. Là sao vậy? Có phải là vì lợi ích không? Chứ ai có khùng? Trời ơi, tự nhiên chửi cha tôi phải chửi lợi thôi các bạn, đúng không? À, và họ đã thành công khi họ gom góp một số tiền rất lớn ở nước ngoài về, họ đưa đích thân cho những cái người bên Thiền Am. Do đó người Thiền Am đã cho phép họ làm điều đó luôn. Trời ơi, tôi nói như cái nồi, như một cái nồi cháo heo các bạn. Ok, ai chửi gì đó, ai chửi gì bị YouTube xóa tờ, xóa tin nhắn rồi nè. Ai chửi gì đó, ai chửi gì tôi gì đó ở trên cái điện thoại nè, nhưng mà trên máy tính thì không thấy. Ok, chúng ta sẽ nghe cái đoạn video clip này. Chính cái người trong cuộc, tôi không biết Mộc Nguyễn Thanh là ai nữa các bạn, thiệt tế luôn các bạn. Thanh, nhắc bạn nha, sau đó đổi thành là Mộc Tướng Quân. Nhà bạn, Mộc Uyển Thanh đã gửi lời đặt câu hỏi với luật sư Trần Văn Sĩ qua cho chú rồi, để chú xem thuộc rồi, chú luật sư Trần Văn Sĩ điện thoại cho anh Mộc Uyển Thanh lên livestream trực tiếp cũng vào ngày mai. Anh Mộc đã điện thoại cho chú luật sư Trần Văn Sĩ rồi, anh Tony Phạm ơi, anh đây. Đây là Tony Phạm đó, phản gián. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho các bạn coi một cái này nữa. Đây, đừng có giật mình nha. Rồi, sao nó to như ta. Rồi. Đó. Sao các bạn chụp được không ạ? Có chụp được không? Được. Chụp được rồi. Chụp được rồi. Có ai không ở các bạn? Rồi, có thấy không các bạn? Thấy không? Hơi khó. Hình như là số tiền 2 triệu đúng không? Đúng. Rồi, ở trên là Camely Võ. Chuyển khoản thành công 2 triệu đồng. Người thụ hưởng Nguyễn Phương Hằng. Ồ, chuyển 2 triệu vào để làm gì hả các bạn? Để phá chứ làm gì anh? Anh ngộ thiệt. Cái quỹ người ta cả 100 tỷ trong đó để cứu người, anh chuyển 2 triệu bạc vô. Giống như một cái xe ben á, đang chạy. Cái anh ngoắt xe ben kêu, ê ngừng lại. Anh lấy một nắm cát anh bỏ lên xe ben. Anh nói chạy tiếp đi. Cái người xe ben có ngừng lại không? Để lấy một nắm cát đó không? Hay là chị luôn, thôi các bạn nghĩ là chị luôn. Hay là cái xe ben đó đang chạy mà đụng, mà dằn tưng một cái, rớt một nắm cát xuống. Cái ông tài xế có nhảy xuống đất mà lụm nắm cát lên bỏ xe ben lại được không? Các bạn suy nghĩ xem. Một cái quỹ hằng hữu của người ta giúp những trẻ em cả 100 tỷ, bỏ vô 2 triệu bắt ta sao kê. Và bà Hằng đã dính vào cái bẫy này. Camela Võ là ai? Biến mất tiêu rồi. Quỳnh Ngọc Thiên Vương là ai? Tắt kênh YouTube rồi, tắt kênh Facebook rồi. Chỉ còn lợi là Mộc Nguyễn Thanh. Mộc Nguyễn Thanh là ai tôi không biết. Không biết Mộc Nguyễn Thanh có phải là cái người trùng tên với YouTuber Mộc TV hay là không. Mà nếu mà trùng như vậy thì thật là bất ngờ. Hồi nãy tôi nói các bạn rồi, ông Mộc Nguyễn Thanh này và Thám Tử Cao là hai bên nước và lửa. À, đúng ra Thám Tử Cao đứng vào bên phía bà Hằng thì mới đúng hơn. Coi chừng vài bữa nữa ông phản gián, ông đứng vào bên phía bà Hằng còn mắc cười nữa. À, nhưng mà chắc nghi không kịp đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì trong thời gian qua những lời nói của anh này xúc phạm bà Hằng một cách nghiêm trọng. Mà anh là Made in Việt Nam, ở Việt Nam, do đó anh không có quyền đó đâu. Tony Phạm ở Mỹ, tôi nghĩ rằng luật pháp Mỹ sẽ bảo vệ anh này về cái vấn đề tự do làm YouTube, tự do ngôn luận. Còn ở Việt Nam không có đâu, đem cái chuyện riêng tư người ta lên trên mạng nói là vi phạm pháp luật. Tại sao tôi lại nói vậy? Đây. Đó. Làm giàu cấu kết với nhau. Mẹ chả không cấu kết với nhau thì để cho chúng mày đập mỗi đứa một nhát thì chết à? Đây điều đương nhiên. Nhưng mà cấu kết sao? Người ta đúng không? Người ta chơi với nhau vì người ta thấy bà Hằng sai. Và người ta phải lên án. Và người ta phải công kích. Thấy chưa? Công kích. Tất cả những cái bọn mà nó vu khống cho Dung ở trên mạng, Thám Tử Cao đưa cho Dung. Và Dung viết hồ sơ cho nhanh. Ngoài ra là Dung cũng có. Đó. Trong cái nhóm này, chị Thanh Trần nhà ta là một ngôi sao rất là sáng.
và tôi nói xác sức cái chị này, nếu mà mở rộng điều tra cái phiên án bà Hằng tôi không nói nữa, muốn diễn ra giờ nào diễn, muốn giờ nào lên trên tòa thì giờ lên, tại vì vụ án này nó quá nghiêm trọng rồi, đã có cái quyết định đưa ra xét xử mà cuối cùng phải ngưng lại, tại vì tính chất hội này rất quan trọng mà các bác lãnh đạo bảo rằng cái sự việc này phải điều tra một cách cẩn thận, đúng người đúng tội, do đó tôi vẫn tin tưởng vào sự công minh của pháp luật, chúng ta không cần bàn cãi tới, mà chúng ta bàn cãi tới là ngày 24 tháng 5 năm 2023, tức là còn 5 ngày nữa thì chúng ta sẽ có thông tin về cái vụ án của Hàn Ni với vai trò là người bị cáo, bà Hàn là người bị hại. Chúng ta quan trọng vấn đề đó. Và nếu như Tony Phạm mà cung cấp cho cơ quan chức năng những cái thông tin một cái nhóm người chống phá bà Hằng, ôi thôi rồi, trâu về hợp phố. Tại vì sao tôi tin tưởng như vậy? Thì anh này là cái người giống như mà nội gián đi vào trong một cái nhóm chống bà Hằng, mà bây giờ anh này không chống bà Hằng nữa, giống như một điệp viên nằm ở trong đó. Do đó những cái lời nói anh này hoàn toàn có cơ sở các bạn. Và tôi tin tưởng điều đó, tôi tin tưởng điều đó, các bạn thấy. Các bạn không tin, các bạn kiểm chứng. Các bạn kiểm chứng thử xem tài khoản này có phải của bà Hằng không, thì các bạn biết. Để tôi ngày mai tôi sẽ kiểm chứng cho các bạn xem. Tôi cố tình tôi chụp mờ như vậy đó. Đây, với cái đích camera vỏ, camera vỏ đã chuyển 2 triệu bạc vào tài khoản quỹ An Hữu để bắt cái quỹ này sao kê. Các bạn thấy ác không không? Đây. Và bà Hằng đã sập bẫy. Đúng như tôi, những góc rẻ này tôi không trả lời đâu. Tôi không thèm trả lời. Chúng ta đánh gắn, bắt gắn là đánh ngay đầu nó, chứ không, chúng ta không có trả lời góc rẻ này đâu. Bà Hằng quá nóng tính, tính nóng như kem. Bà Hằng làm hết, bà Hằng bảo rằng công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Mình bà Hằng nghĩ đâu, tôi là đúng, tôi không có sai, tôi không sai gì cả, tôi không sợ. Từ đó các bạn cả mưu kế làm sao mà chơi lợi với nhóm này đó. Những tin nhắn mà anh Tony Phạm đu tung ra cho các YouTuber khác, chẳng hạn như tôi minh chứng để cho cái lời nói ở đây. Đây, họ nói là giả quốc hội, đại biểu quốc hội. Sao em không đồng hành với TT? Ông đồng hành với em đánh con Hằng qua Thiền Am, lúc đầu không đồng minh, sau đó đồng minh mới có một ngày. Đó, cái tin thấy chưa? Ngày 13 tháng 10 là đưa giấy triệu tập mà đâu công bố, tụi công an đang chết luôn. Vì Trung ương gõ đầu ngày 24 tháng 9. Vậy đặt vì chị em con người gõ cho nó. Đó. Nhìn cái hình này tôi nhớ bà Hằng quá các bạn. Tội nghiệp vô cùng. Cái hình ảnh ôm một đứa bé mà được quỹ An Hữu cứu đó các bạn. Có thấy không? Người người tốt bị gặp mạng hoài. Sống trên đời không biết làm cho ai vừa lòng ai với nhau cả bây giờ. Bạn làm người tử tế nó cũng hại bạn, bạn làm người tốt nó cũng hại bạn. Đó, do đó tôi nói các bạn sống phải trên dư luận, đừng sống dưới dư luận. Chúng ta cứ đạp trên đầu dư luận chúng ta đi. Cuộc sống là cuộc sống của chúng ta, niềm vui là niềm vui của chúng ta. Nhưng bà Hằng đã không vượt qua được cái giới hạn đó. Bà Hằng đã công kích tụi này ngày đêm mà cuối cùng đã phạm sai lầm. Nhưng mà cái việc làm sai lầm đó đã được đền bù vì một số người chống bà Hằng đã bị bắt, giống như Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ. Anh Tony hôm nay được nổi tiếng nha. Anh Trung Nguyễn đang đưa anh Tony Phạm lên livestream và nói thám tử cao nó dẫn dắt khán giả. Em nói anh Tony Phạm cà khịa thám tử cao, làm tạm dừng cho nó đứa lấy thông tin cà khịa khán giả hủy bỏ kênh nó. Đó, các bạn thấy không? Đó, Tony Phạm đã cày sâu vào cái nhóm này và bây giờ anh ta đang bóc phốt cái nhóm này. Cái nhóm này nó cũng dở ha, nó đá Tony Phạm ra cái động. Tony Phạm đâu có tin nhắn gì được nữa. Cái nó này còn non lắm. Cái nhóm này so với nhóm của em Giang còn non lắm. Tôi nói tầm bậy thôi nha các bạn, chúng tầm bậy gắng chịu. Nó sẽ mời mình vào nhóm của nó. Khi mà mình không làm chuyện với nó đá mình ra. Nó đâu có khờ dại mà để mình nằm ở trong đó để chụp hình màn hình. Xin chào khán giả vô thường. Thật bất ngờ thì trên kênh TikTok có một khán giả tên là vô thường vào follow mình. Rất là cảm ơn khán giả đã ủng hộ mình. Nếu mà thật sự chị vô thường này là chị vô thường kia thì mình rất là cảm ơn rất nhiều. Đã ủng hộ vừa trên YouTube và vừa trên TikTok luôn.
Đây. Đây là những người tạo ra những nick giả để chống bà Hằng. Cái nick Huỳnh Ngọc Thiên Vương ở trên Facebook, 6 người ca sĩ diễn viên đăng nhập vào cái nick này. Các bạn nhớ cái nhóm, cái nhóm mà Phương Thanh bị ẹp vào đó không? Cái nhóm đó và cái nick này có liên quan gì tới nhau không? Tại sao có sự tâm sự ngẫu nhiên giữa Mr. Đàm và cái nick Huỳnh Ngọc Thiên Vương này? Tôi để tôi tìm lại các bạn, để tôi tìm cái tôi tìm lại cái tin nhắn cũ đó các bạn. Ai nhắn tin cái gì đó mà thôi ông ơi, không có lửa làm sao có khói. Lửa ở đâu các bạn? Nè, xin chào khán giả Giang Kim, khán giả đã đăng ký kênh mình chưa? À, không có lửa làm sao có khói, ý bạn nói là cái gì? Cái sự việc riêng tư của bà Hằng tôi đâu có nói. Tôi chỉ nói về sự việc có một nhóm người gấp mưu ẩm hạ hãm hại bà Hằng thôi. Còn cái việc bà Hằng lên chửi ai, bà đã bị vi phạm pháp luật rồi, đã bị bắt tạm giam rồi, bà vô tội hồi nào? Tôi có nói câu nào bà Hằng vô tội đâu. Bà Hằng đang bị tạm giam là bà Hằng có tội rồi. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn Giang Kim bao nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi rồi? Thế nói chuyện giống con nít quá à. Mà tôi làm biết nói chuyện với con nít lắm. Những đứa con nít mà nó thường hỏi là tại sao như thế này vậy ba, tại sao cái nó như thế nào vậy ba, tại sao, thậm chí là 1 cộng 1 bằng 2 nó cũng hỏi là tại sao mà 1 cộng 1 bằng 2 nữa. À, tôi xin hỏi bạn khán giả Giang Kim nhiêu tuổi à? À, tôi khi tôi hỏi tiểu tuổi bạn để tôi mà có thể là tiện trả lời bạn. Bà Hằng bị bắt tạm giam hơn 13 tháng rồi, bà Hằng đã sai phạm. Bà Hằng đúng đúng thì đâu có bị bắt. Cái suy nghĩ biết không? Biết suy nghĩ không? Biết suy nghĩ không? Tại sao bà Hằng bị bắt? Bà Hằng lên chửi người ta. Tại sao bà Hằng chửi người ta? Do cái nhóm này nè. Do cái nhóm này nó tạo ra để nó phá người ta. Nó gửi 2 triệu bạc vào cái quỹ cả trăm tỷ người ta, nó bắt người ta sao kê. Như bạn đó, tôi kêu bạn sao kê tài sản của bạn chịu không? Tôi chửi bạn chịu không? Bạn trả lời liền và ngay cho tôi đi. Trời, cái gì mà cũng vô đặt câu hỏi với tôi nữa các bạn. Trời ơi, non kém quá cái kiểu vậy. Bạn nên học tiến sĩ. À, một cái người tiến sĩ và cách phản biện đó các bạn. Phản biện đa chiều quá, nên học một khóa bằng biện ba chiều. Sau đó nhận bằng cấp rồi vô đây nói chuyện với tôi. Ok. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Để tôi xem thử cái nick Giang Kim này là như thế nào các bạn. Truy cập kênh. Nghệ sĩ bắt, bả bắt nghệ sĩ sao kê là số tiền đó không phải của nghệ sĩ, biết không? Bởi vì tôi nói với những đứa con nít khó chịu vô cùng. Nên tìm hiểu về pháp luật, tìm hiểu về cách kêu gọi tiền trên không gian mạng ha. Rồi hãy vô đây đặt câu hỏi. Tiền đó đâu phải của bạn. Quỹ hằng hữu là tiền của người ta, từ cái công ty cổ phần Đại Nam người ta lấy tiền đó ra, người ta bỏ quỹ hằng hữu để giúp người ta. Mỗi một cái tấm vé mà đi vào đó là 500.000. Rồi sau đó lời lỗ gì tôi không biết. Cái số tiền lời đó sẽ đưa vào quỹ hằng hữu để giúp người ta, có hiểu không? Bởi tôi hỏi bạn bao nhiêu tuổi rồi. Nếu bạn là đứa con nít thì tôi sẽ giải thích cho bạn nghe. Còn bạn không phải là một đứa con nít thì tôi không giải thích cho bạn. Tại vì bạn có đủ cái lý do, đủ cái lý trí và đủ thời gian để tìm hiểu trên không gian mạng. Trời ơi, yếu xìu như vậy mà đòi vô phá tôi các bạn. Trời ơi, cái đám lương này yếu xìu như vậy mà vô mình làm sao khó tôi được các bạn. Đây Giang Kim, ồ đẹp đẹp gái nha. Ồ đẹp gái các bạn ơi, nữ 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 đẹp gái. Bố chồng gình con dâu tắm. Trời ơi, đạo đức quá trời. Trời ơi, phót cái gì bậy bạ gì Giang Kim? Em phót cái gì vậy? Em là YouTuber hả? 15.600 khán giả, 72 video clip. Em phót cái gì bị bạ vậy? Trời ơi là trời, phót cái video clip gì trong trang chủ của bố chồng nhìn con dâu tắm nè. Kim Tuyền Channel. À, Kim Tuyền Channel là kênh của em này rồi. Đây, đám dỗ miền Tây. Giang Kim quê đâu vậy em? FC Yumi Tâm Thảo. Đó. Điều tra tới mức đó đó, còn bị người ta chửi lên chửi xuống. Em muốn tỏ nắng không? Em muốn tỏ sáng không? Anh kéo em kia em lên nha. Em vô đây em kiếm chuyện anh để người ta vô kênh em coi đúng không? Nói thẳng câu đi, anh kéo em lên liền.
số bà Hằng yêu cầu những nghệ sĩ sao kê. Tại vì trong cái số tiền mà nghệ sĩ đang nắm trong tài khoản của họ, họ không có đồng bạc bạc nào trong đó. Toàn bộ là người khác gửi vào tài khoản đó. Và họ muốn biết rằng 100 triệu, 100 tỷ gửi vào đó, cái người nghệ sĩ đó sử dụng bao nhiêu tiền, sử dụng như thế nào, cho ai bao nhiêu. Ví dụ như cho một người 5 triệu, 1 tỷ và cho một người 5 triệu thì 2.000 người sẽ hết 1 tỷ đó. Đúng chưa? 5 triệu, 10 người là 50 triệu. 100 người 50 triệu, xin lỗi các bạn, 200 người. 200 người nếu cho một người 5 triệu thì 200 người sẽ sử dụng hết 1 tỷ. Và nếu như cái người nghệ sĩ đó sai kê 1 tỷ là người nghệ sĩ đó lỗ. Tiền xe đi ra ngoài đó bao nhiêu tiền? Tiền mướn người đi vào đó bao nhiêu tiền? Tiền ăn uống ra ngoài đó bao nhiêu tiền? Ủa không lẽ bỏ tiền túi ra, số tiền nó còn nguyên. Ví dụ như khán giả gửi vào 1 tỷ. Nà, thì số tiền đó không thể nào cho hết 200 người mà chỉ cho được 190 người thôi. Còn 10 người còn lại quy thành tiền là 20 triệu là chi phí đi ra ngoài đó. Nếu thật sự nghệ sĩ có tâm, họ không tính toán vấn đề đó. Họ nói tôi cho tôi 1 tỷ, tôi cho 200 người, mỗi người 5 triệu. Còn tiền xe, tiền bộ, tiền ăn uống 50 triệu, tôi sẽ là người chịu đó. Cái đó mới thật sự là cái người yêu thương người khác. Bạn hiểu không? Hiểu chưa? Thiên Kim đâu rồi? Vô đây em. Em còn con nít quá trời à, để em giải thích cho em. Anh nghĩ em còn con nít đó. Hiểu không? Và mua cái gì? Ví dụ như anh không cho tiền mặt mà anh mua đồ, anh mua quần mền chiếu gói. Cái mền này có 200 ngàn nhưng anh mua được 180. Very good. Anh dư được 20 triệu. Ủa 20 ngàn. Nếu như anh 100 người như vậy anh dư được 20 triệu. 200 ngàn một cái thì 10 cái là 2 triệu đúng không? Em mua 100 cái mền thì em lời được 20 triệu. Nhưng em không xài 20 triệu đó. Em lấy 20 triệu đó em mua thêm 10 cái mền nữa. Very good. Tức là em không có gì bản thân của em. Mà cái số tiền người ta cho cò cho gì cho bổng ABCD thì đó, em lấy cái đó em tiếp tục cho người ta thêm tiếp nữa. Ví dụ như hồi nãy anh đặt cái vấn đề rồi đó. Nếu một người 5 triệu là 200 người sẽ ăn mất 1 tỷ. Trong cái tài khoản của người nghệ sĩ đó 100 tỷ thì cho bao nhiêu người? Ví dụ như người ta điều tra ra nó không phải là 200 người mà nó là 210 người. Như là 10 người đó em tự bỏ tiền túi ra em cho. Very good. Đúng không? Bây giờ kiểm tra lại. Chỉ có 190 người thôi. Em nói người ta tham tiền cũng không đúng. Tôi bỏ 20 triệu để tôi mướn xe tôi đi từ miền Nam ra ngoài đó. Tôi không có tội lỗi gì cả. Tại tôi không có tiền. Vẫn very good. Hiểu chưa? Còn tiền của anh, trong tài khoản của anh, anh muốn làm sao anh làm, anh muốn cho ai bao nhiêu cho. Thậm chí anh thấy cái mặt em thấy ghét anh không cho, em cũng không làm được gì anh cả. Nhưng đối với những người khác, lấy tiền của người khác rồi là phải đối xử công bằng. Tự nhiên hứng lên cho nhà kia 200 triệu, đâu phải tiền của họ đâu, họ sót. Đúng không? Đó, hiểu chưa? Rồi lâu lâu có được con lương nó vô đã quá các bạn. Đã vô cùng các bạn. Đâu rồi Thiên Kim đâu rồi em? Đó, anh nói như vậy cho em suy nghĩ, anh không bao giờ chửi em đâu. Anh nói cho em hiểu rõ ràng không chị hơn nữa rồi. Gì đây? Ai nói chuyện mày bạ gì bị YouTube chặn rồi? Ai nói chuyện mày bạ gì nữa rồi? Chửi người ta, đừng có chửi người ta nha. Mình giải thích rõ cho em này, tại em này còn nít quá trời à. Em này còn nít quá trời con nít à. Đi coi. Ai xóa cái gì? Ai tự động xóa tin nhắn gì rồi? À, phân tích chó làm gì cho nó phí nước bọt. thôi đừng có chửi người ta. Đó có người chửi em rồi đó, anh không có chửi em, tự khán giả chửi em đó. Bây giờ tiền em mới bán được một miếng đất này em mua có 1 tỷ, em bán được 50 tỷ, em đời 49 tỷ. Em ước trong lòng em, nếu mà em bán được miếng đất này em làm từ thiện 10 tỷ. Em thích cho hay là cho? Tự nhiên người khác khi em sao kê số tiền 10 tỷ đó ra, em có sao kê cho họ không? Ủa mắc mớ gì? Tiền của tôi mắc mớ gì các anh chị làm cái gì bắt tôi sao kê? Tôi đâu có, anh chị đâu có góp tiền vô đây đâu có sao kê. Mục đích sao kê là để minh bạch. Tại sao anh Quyền Linh, anh Lý Hải, những người làm từ thiện không ai nói gì cả mà người ta coi những anh đó như người Phật sống? Ê, cái số tiền anh mới sao kê 6 tỷ mấy ở đâu rồi? À em biết rồi. Đây 216 trang sao kê, bao nhiêu tiền gửi vô, bao nhiêu tiền rút ra, tôi mua cái gì có đầy đủ hết. Ai làm gì được em?
em cầm trong tay một số tiền 170 mấy tỷ, em cho không minh bạch, em cho dỗ